Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Nỗi sợ lũ về trong đêm của người miền Trung. 2 giờ sáng, lũ ùn đổ về kéo dài suốt một ngày. Nhiều nhà dân trở tay không kịp, ngậm ngùi nhìn tài sản chôn chặt dưới lớp bùn đặc. Năm trước lũ cuốn đi đàn lợn, năm nay thì mấy ao cá, gà. May mắn đàn dê, nai vẫn sống sót, nhưng số nợ 50 triệu đầu tư không biết bao giờ mới trả được. Bà Hoàng Thị Linh, 60 tuổi, xóm 13, xã Quỳnh Lâm, Nghệ An, thất thần nhìn trang trại gần 1 hecta chìm trong dòng nước đục ngầu. Mưa lớn sau bão Noru lan rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Yên Thành, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn có mưa lớn kéo dài cùng nước lũ thượng nguồn đổ về, khiến các khu dân cư bị lũ cuốn trôi chìm trong nước. Bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vẫn chìm trong nước lũ. Địa phương này vừa phải hứng chịu trận lũ quét xảy ra. Trận lũ quét lần này được đánh giá có sức tàn phá kinh hoàng nhất trong vòng mấy chục năm gần đây ở địa phương. Cả nhà anh Nguyễn Đức Hải, chủ một tiệm sửa xe máy ở huyện Kỳ Sơn, đang ngủ thì nghe tiếng mọi người hô hoán nên vợ chồng chỉ kịp bế theo đứa con và mang giấy tờ, chạy ra cửa sau để sang nhà hàng xóm thoát thân. Giờ trở về nhà nhìn cảnh này tôi không dám ước tính thiệt hại nữa. Anh Hải lo lắng đứng trước những chiếc xe chưa kịp sửa cho khách đang kẹt chặt trong bùn đất khi về đến nhà. Người dân địa phương kể lại lũ chảy cuồn cuộn kéo dài suốt một ngày, mang theo bùn đất bít hết lối đi. Hàng chục nhà dân bị chìm trong bùn đổ vỡ cuốn trôi. Cùng thời gian nước lũ đổ về thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An quá nhanh khiến một cháu bé 4 tháng tuổi tử vong do bị lũ cuốn trôi. Ít nhất 13 người dân bị cuốn trôi, đổ sập và hàng chục nhà khác bị ngập. Theo thống kê chưa đầy đủ của chính quyền, thiệt hại do mưa lũ khiến 13 nhà bị trôi, 50 nhà bị ngập, 19 hộ bị sạt lở và 3 nhà kiên cố bị sạt hoàn toàn. Hai xã Tây Sơn và Tà Cạ bị cô lập, trong đó bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà thuộc xã Tà Cạ với gần 1.000 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Cũng trong 3 ngày này, nước lũ dâng cao cũng khiến cuộc sống của hơn 2.700 hộ dân tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề. Theo người dân, mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện, hồ thủy lợi xả lũ khiến lũ lên nhanh trong đêm. Người dân dù đã đề phòng di chuyển đồ lên cao, song vẫn thiệt hại nhiều tài sản. Đàn gà đã chết gần 200 con, giờ ngấm nước cứ thế chết dần, chết mòn, không biết rồi lấy đâu ra trả nợ. Chị Nguyễn Thị Thoa, thôn 13, xã Quỳnh Lâm xót xa nói. Gia đình chị đã vay 100 triệu đầu tư nuôi hơn 600 con gà đẻ trứng, chưa bán được quả trứng nào, mưa lũ đã đổ về khiến gia đình có nguy cơ trắng tay. Cạnh nhà chị Thoa, bà Phạm Thị Phúc, 62 tuổi, đang mong nước lũ sớm rút để phơi lại số lúa đang ngập chìm trong nước lũ. 2 giờ sáng, lũ ùn đổ về, hai vợ chồng cố gắng khiêng lúa lên cao ráo nhưng không kịp. Hàng chục bao tải lúa dưới nhà kho vẫn chìm trong lũ, bà Phúc nói. Trong công cuộc khắc phục sau lũ, bà Hoàng Thị Linh đang cùng các con tranh thủ hái đu đủ, ổi, dưa về bán gỡ vốn. Đau đáu nghĩ về số nợ 50 triệu đầu tư không biết bao giờ mới trả được sau mỗi cơn lũ thế này. Đối với người dân huyện Kỳ Sơn, đây là lần đầu họ chứng kiến cảnh lũ quét kinh hoàng như vừa qua. Chỗ tôi ở hiếm khi ngập, hơn 20 năm qua bao đợt bão lũ, đây là lần đầu tôi thấy nước ngập hết sân nhà. Chị Trần Nga, nhà tại ngoại thành thành phố Vinh, Nghệ An, sống ở địa phương không bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Đây cũng không phải lần đầu chị Trần Nga trải qua lũ lụt, nhưng lần này đối với chị thật sự lo lắng. Ở chỗ tôi mới chỉ ảnh hưởng hoàn lưu đã như thế này, người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp thiệt hại nặng mức nào, chắc họ phải làm việc nhiều năm mới đủ khắc phục thiệt hại. Chị Nga chia sẻ, lũ bắt đầu chảy về Nghệ An. Chị Trần Nga kể khoảng 23 giờ trở đi, mưa lớn khủng khiếp, gần 0 giờ gia đình chị tỉnh dậy, nước đã ngập nửa bánh xe. Cả nhà vội thu vén đồ đạc, sợ qua đêm không trở tay kịp. Lượng mưa lớn nên cống thoát nước không kịp, cũng may mương rãnh ở khu nhà tôi khá tốt nên nước rút sau đó khoảng 30 phút. Nhiều chỗ rút chậm hơn, đi lại khó khăn hơn, chị Nga kể.
Còn tại huyện Quỳnh Lưu, gần 21 giờ qua camera, Ngọc Tuấn 22 tuổi thấy bố mẹ giáo giác nhờ hàng xóm kê đồ và lùa đàn lợn lên cao. Lúc đấy chỉ sợ nửa đêm mưa liên tục thì không biết nhờ ai. Hôm qua là đêm khó ngủ của gia đình, Tuấn nói. Bố mẹ bảo mưa to từ 15 giờ, mưa liên tục mấy giờ đồng hồ không ngớt tí nào, nước dâng nhanh, không ai nghĩ là khu này sẽ ngập vì địa hình cao hơn nơi khác, Tuấn kể lại. Ngọc Tuấn cho biết mấy năm trước ở khu vực gia đình anh sinh sống không ngập nặng như năm nay, đây là lần đầu có mưa lớn mà nước lên nhanh như vậy. Xóm tôi hầu như nhà nào cũng bị nước tràn vào, ngay cả nhà cao nhất xóm ở gần núi cũng bị ngập, còn mấy chỗ thấp hơn thì ngập sâu hơn, Tuấn nói. Thời điểm mưa lớn, Tuấn cách quê nhà khoảng 60 km, chàng trai trẻ muốn về để phụ gia đình ứng phó nước lũ nhưng không thể vì có nhiều đoạn đường bị ngập sâu, xe không đi qua được. Anh ngồi cả đêm theo dõi nhà mình qua camera. Chỗ nhà tôi nằm trong khu vực đang xây dựng đường cao tốc Bắc Nam. Đường mương tiêu nước đang bị ngổn ngang, đất đá chặn nên nước không rút kịp, Tuấn cho hay thêm. Theo chàng trai quê Quỳnh Lưu, các năm qua ở khu vực nhà anh chưa có tình trạng nước ngập qua mái nhà. Người dân có gì ăn nấy, hàng xóm chia nhau thực phẩm, đồ dùng, đợi vài ngày nước rút rồi trở về cuộc sống bình thường. Sau trận lũ lịch sử Cần Quét, nhà dân ở Nghệ An trơ trọi vài viên gạch. Lạ người bên đống đổ nát, từng là nơi đầm ấm của cả nhà, mặt chị Hương đỏ au, lâu lâu chị lại dùng tay áo chùi đi giọt lệ lăn dài trên má. Một ngày sau trận lũ, người dân tại xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An trở về sau đêm dài mệt mỏi. Ngôi nhà của họ giờ chỉ còn lại mấy tấm gạch lát, ai nấy nước mắt rưng rưng. Nhà chỉ sót lại tấm gạch lát. Một ngày trú tại nơi di tản tập trung sau khi lũ Cần Quét có lẽ là khoảng thời gian dài nhất, buồn nhất của chị Phan Thị Hương, bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Lũ ống điên cuồng lấy đi toàn bộ tài sản gia đình chị tích góp. Đứng bên mấy tấm gạch lát nhà còn sót lại, chị Hương không dám nghĩ đây từng là tổ ấm của mình. Lũ về hai lần, một lần lúc rạng sáng và lần sau khoảng 7 giờ, cả gia đình vừa bỏ chạy ra đến cổng thì nước lũ bắt đầu ập xuống, đất cát, cây gỗ, xác rưởi xâm chiếm cả căn nhà. Cả căn nhà to đùng, thế mà lũ quét qua một lúc chỉ còn lại mớ đổ nát. Chỉ chậm ít phút có khi cả người cũng không còn. Trâu bỏ lợn gà trôi đi hết không còn một thứ gì. Lúc đó chị biết ôm con khóc, lũ quá kinh khủng chúng tôi không kịp trở tay. Chị Hương rưng rưng. Ở vùng miền núi khó khăn như xã Tả Cạ, vất vả quanh năm mới có thể xây được một ngôi nhà cấp 4 nhỏ. Nhưng chỉ sau có một trận mưa lũ, thứ sót lại chỉ là bùn đất và đá. Không biết từ giờ lấy gì để ăn đây, mất hết rồi, chị Hương nói. Ngược bản Hòa Sơn một đoạn, cạnh bên lạch nước đục ngầu đang chảy là ngôi nhà của bà Ngân Thị Tâm, 71 tuổi. Ngôi nhà bà Tâm nay siêu vẹo, chỉ còn các cột trụ và một ít mái ngói. Bà Tâm loay hoay trong ngôi nhà, giờ chỉ còn một nửa, nhặt lại những đồ vật sinh hoạt trộn lẫn bùn đất. Lâu lâu bà lại ngoái ra dòng nước lũ, xem có thứ gì bị trôi đi không. Lau đi dòng nước mắt, bà Tâm kể, 7 giờ sáng hôm qua, đất đá theo dòng nước từ đâu ập về, đồ đạc trôi hết không kịp nhặt lấy thứ gì. Thấy mưa lớn từ đêm tới sáng, tôi không ngủ được. Khi trời sáng, vừa nhìn rõ mặt người thì nước đục ngầu chảy về, nhưng chưa dữ dội. Khoảng 20 phút sau thì đất đá lan ầm ầm, cây lớn cũng đổ bật gốc. Từng chứng kiến nhiều cơn lũ kinh hoàng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy lũ nhanh như vậy. Tất cả trôi hết theo dòng lũ, nhà vùng trũng nên tôi không kịp đưa theo thứ gì. Bà Tâm nức nở. Cách đó khoảng 50 m, nhà của hai người con trai bà Tâm cũng bị cơn lũ san bằng, chỉ còn lại một số vách tường. Cơn lũ lạ, nỗi sợ hãi kèm theo lo lắng chưa bớt đi trên khuôn mặt của người đàn ông chạc tuổi 40, nhìn lại đống đất đá tọa lạc trên ngôi nhà mình, anh Lô Văn Sơn, bản Hòa Sơn, xã Cả Tạ, đau thắt ruột. Đứng thất thần dưới dòng nước lũ ngang đến đầu gối, anh Sơn đỏ hoe mắt kể rằng, sáng sớm ngày 2 tháng 10 lũ chảy về, lúc đầu nó vẫn như nước đục có một ít cây cối cuốn theo rất bình thường, thế nhưng cơn lũ này rất lạ, tảng đá cả tấn nó cũng cuốn theo được. Cây lớn gần một người ôm cũng bị quật đổ. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã có 2 đợt lũ ập về. Cơn đầu tiên như dọn đường cho cơn thứ hai, nhà cửa, chuồng trại đều bị cuốn đi hết, anh Sơn nhớ lại.
Chưa đợi chúng tôi hỏi thêm câu nữa, anh Sơn đã vội vàng chui vào trong ngôi nhà sập sệ của mình, hai tay bê những viên đá lớn bỏ sang một bên để lục tìm những thứ còn sót lại. Tại bản Hòa Sơn, rất nhiều ngôi nhà bị đổ sập, chỉ còn sót lại vài tấm gạch lát hoặc bức tường xi măng. Con đường mọi ngày giờ bùn ngập lên đến đầu gối. Khe Hồi Giảng, vốn hiền hòa, nay lộ thiên nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang. Trở về sau đêm dài tránh lũ ở nhà người quen, bà Vư A Lì, xã Mường Tiếp, không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến ngôi nhà gần 20 năm nay đã bị cơn lũ tàn phá. Tường đổ, mái nhà ập xuống đất, đá từng tảng nằm chênh ênh giữa nhà là những gì còn sót lại sau trận lũ điên cuồng. Từ khi lấy chồng về làm dâu ở xã Mường Tiếp đến nay đã ngót nghét 40 năm, đây là lần đầu tiên bà Lì chứng kiến cơn lũ khủng khiếp như vậy. Bới tung lớp bùn đất, bà Lì hy vọng sẽ tìm thấy một ít đồ dùng còn sót lại để sử dụng được. Ấy thế nhưng điều đó cũng khó khăn và mịt mờ như những ngày tháng sau này của hàng trăm hộ dân nơi đây. Trước đó trên địa bàn thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ xảy ra đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm. Rạng sáng ngày 2 tháng 10, một trận lũ quét kinh hoàng ập về khiến người dân không kịp trở tay. Trận lũ ống kinh hoàng đã khiến 15 ngôi nhà ở các bản Bình Sơn, Cầu Tám, Hòa Sơn bị đổ sập và cuốn trôi. Đáng buồn hơn hết, một bé trai 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Cà Tạ bị nước lũ cuốn và tử vong. Tìm thấy thi thể cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn ở Nghệ An. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Cà Tạ bị cô lập. Lực lượng chức năng đang nỗ lực trong công tác cứu hộ. Thi thể cháu Cờ 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, Tà Cạ đã được tìm thấy. Theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn, trận lũ ống diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 10 đã làm chết 1 người, 14 ngôi nhà bị trôi, 85 ngôi nhà bị ngập, 2 ô tô bị lũ cuốn đi, 10 ô tô bị bùn đất chôn vùi. Nước lũ cơ bản đã rút tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ. Khung cảnh hoang tàn đổ nát là những gì còn sót lại sau trận lũ ống lịch sử. Tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, Nghệ An, hàng nghìn chiến sĩ công an, quân đội, cán bộ địa phương, dân quân tự vệ cùng nhau đào xới bùn đất, dựng lại nhà cửa, tìm kiếm tài sản sau khi bị lũ chôn lấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, Vi Thị Quyên cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn còn hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ bị chia cắt, công tác tiếp cận rất khó khăn. Lũ quét ở Nghệ An khiến 5-6 nhà bị cuốn trôi, nhiều người tay trắng sau một đêm. Trận lũ quét kinh hoàng qua huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An làm một người chết, 56 nhà dân bị cuốn trôi, hàng chục điểm sạt lở. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 nên tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An xảy ra đợt mưa dông lớn, lượng mưa đo được hơn 200mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng tại địa phương. Lũ lớn khiến cho bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cuốn trôi đã tìm thấy thi thể. 56 nhà bị lũ cuốn trôi sập hoàn toàn, trong đó 55 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ và một nhà ở thị trấn Mường Xén. Mưa lũ làm 141 nhà bị ngập, sạt lở gây hư hỏng nặng, 45 ngôi nhà của người dân thị trấn Mường Xén bị ngập, 45 nhà phải di rời khẩn cấp, 2 ô tô của người dân bị lũ cuốn trôi, trong đó 1 ô tô được cứu vớt, 10 ô tô khác bị ngập. Các cơ quan như Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội thi hành án huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện bị ngập sâu trong nước. Tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn có nhiều điểm sạt lở, trong đó 4 điểm sạt lở rất nặng, các loại phương tiện không qua lại được. Đường quốc lộ 7 trên địa bàn xã Nậm Cắn sạt lở trên 10 điểm, hiện tại không thể lưu thông. Mưa lũ gây sạt lở tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Hiện tại đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn. Đến thời điểm hiện nay, mưa lũ làm cô lập hai xã Tây Sơn và Tà Cạ, trong đó bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với 236 hộ và 966 nhân khẩu và bản Sơn Hà bị cô lập hoàn toàn, chưa thể tiếp cận được. Mưa lũ làm sập hoàn toàn nhà làm việc của công an xã Tà Cạ. Hiện nay, các nhà dân bị ngập nước đã rút, để lại bộn bề ngổn ngang đất đá lấp đầy nền nhà, sân vườn và những nơi khác. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung huy động các lực lượng công an huyện, huyện đội, công an tỉnh, quân khu 4 tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cũng trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại mưa lũ gây ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các đơn vị đảm bảo nhanh nhất thông tuyến giao thông, tập trung lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.